Nam Huy Audio xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì em sẽ làm một cái video test hàng. Ở đâu nhỉ? Hiếu ơi, đơn hàng đâu rồi? Hôm nay thì em sẽ làm một cái video test hàng về một cái sản phẩm của bên em. Thì con này em đã quảng cáo rồi. Thì hôm nay thì em sẽ test về một con đẩy LA1000. Con này thì em sẽ test cho anh Đỗ Minh Trí ở Bình Định với một con đẩy LA1000 với cái công suất nó đạt ra là rơi vào tầm 1000W một kênh, và con này thì rơi vào tầm 44 sò. Thì đối với con này thì là một con size to, nhìn nó, con này thì sẽ dùng được cả cho gia đình và cả cho sự kiện, và thường thì con này sẽ đánh được tầm 340 đấy, thì thiên về cái phân khúc cao hơn gia đình một tí, nó tầm trung ở giữa phần dùng sự kiện và dùng cho gia đình đấy. Thì con này thì là con một con LA Maxim 1000 là quá là quen thuộc rồi. Con này thì em đã mở ruột cũng như là làm hết về tất cả về video về cái con sản phẩm LA1000 này rồi. Thì về cái chất lượng của con này thì tất cả bằng nguồn bằng đồng và chạy bằng 44 sò và cho ra 1000W một kênh. Thấy về lên là hôm nay em sẽ test hàng cho anh Chí và cho giới thiệu lại cho bác tham khảo qua một vòng một lượt nữa về cái sản phẩm đó là con LA1000 này. Đối với con này thì em thấy dùng cũng khá là ổn định với tầm tiền vừa tiền khuôn tiền cho gia đình và cho sự kiện. Và không để các bác đợi lâu nữa, và bây giờ em sẽ test qua về phần chất âm của cái con sản phẩm này cho anh Chí. Và nếu mà các bác cần quan tâm đến cái sản phẩm này thì có thể liên hệ với bên em để bên em có thể ship hàng tất cả các mặt hàng toàn quốc để cho các bác khi mà nhận hạ hàng có thể kiểm tra trước khi thanh toán các bác nhé. Và bây giờ em sẽ test qua về chất lượng âm của con này, xem con này có đủ công suất đạt ra không. Khi mà ở đây em dùng mới chỉ là đôi bát 30 thôi, thì con này thì các bác có thể để ý cho em. Nếu mà mới dùng đôi bát 30 các bác có thể nhìn qua. Đấy. Đấy. Con này thì tại sao em lại bảo là nó sẽ phù hợp cho cả gia đình cả cho sự kiện? Bởi vì đối với dòng công suất con này thì nếu mà đánh ở tầm đôi mắt 30 bát 40 thì nó vô cùng là hợp lý. Đấy, nó vô cùng hợp lý. Nếu mà các bác dùng gia đình thì nếu mà thừa một chút thì nó sẽ đánh lực, nó sẽ căng hơn là dùng đẩy yếu hơn công suất của loa. Nên vì thế là con này sẽ phù hợp cho cả gia đình cả sự kiện, và con này là con dùng được cho tầm cả súp đơn, súp két cho đám cưới, nên là em mới bảo là con này thì cũng như là chia sẻ của bác Chí thì sẽ mua về để cho dùng cho sự kiện, cho đi thuê lên là kết hợp với con này với cho sự kiện là rất là ok các bác nhá. Và em sẽ giới thiệu lại qua một cái sản phẩm này nữa, và em sẽ kết hợp ở đây một con vang CBL K30 Pro đấy, một combo màu đen ở đấy. Thì các bác nào mà quan tâm đến cái sản phẩm này có thể liên hệ trực tiếp với bên